Chào mấy thím ha, bữa nay mình lại tiếp tục giới thiệu tới anh em một cái dòng cần có lẽ nó gắn bó khá nhiều với mấy anh em trong Cha Bích mọi người ha. Thì cái này chủ yếu mình quay clip cho những anh em nào chưa từng gọi là sử dụng qua sản phẩm của Hisin thôi. Chứ thật sự mà gọi là đối với những anh em đánh tra chim ở khu vực Sài Gòn, chắc có lẽ Hisin nó cũng là một lựa chọn phải nói là tương đối là vừa túi tiền và cũng khá là phù hợp với nhu cầu của anh em ha. Thì cái cây này là cây Hisin TS 3m2, độ cứng là XXXH. Cái cây này nó sẽ tải mồi được lên tới khoảng 500 gram anh em ha. Một cái điểm mình rất ưng ý ở cái những cái dòng cần của Hisin. Hồi xưa mọi người, Hisin nó hay sản xuất những cây cần gọi là đánh cảm giác lắm. Bây giờ thì nó ra cái dòng TS này thì nó sẽ cứng cáp hơn, cứ gọi là cái mức mắt ráp của nó cũng tương đối là ấn tượng mọi người ha. Cái này là tải lai ha, tức là tải dây ha, thì nó rơi vào khoảng là 20 bao đến 50 bao, tùy vô cái góc gọi là anh em cầm cần diều cá thì sẽ có những cái góc độ mà cái mức mắt ráp của cần sẽ tăng lên đáng kể mọi người ha. Và tất nhiên nó cũng sẽ có những cái góc chết đó, thì có gì thì anh em đón xem ha, thì mình sẽ giải thích cặn kẽ hơn một chút ở chỗ cái góc độ cầm cần ha. Tên của dòng cần này nó là Thiên Vương mọi người ha. Tanwan này là cái gì ta, gọi là phi ngâm, còn Thiên Vương này là cái này là tiếng Tàu mọi người ha. Vị này là vốn dĩ là một cây cần của hãng ở Trung Quốc, mà cái này mình coi phim Tàu nhiều quá cho nên là nhìn mấy cái này mấy chữ đơn giản này thì đọc được đó. Thì cây cần chúng ta là 3m2 với một cái thiết kế theo mình đánh giá tổng quan là đơn giản nhưng mà đẹp mọi người ha. Thì cái này theo mình thấy thì mình cũng bán vài cây này rồi, đa số là mấy anh em gặp cây này lần đầu đều hợp nhãn hết mọi người ha. Bát Fuji tem vàng nè, cán liền hai khúc ha. Màu tổng quan cây cần thì nó đi đơn giản mọi người, không có nhấn nhá gì nhiều với nguyên một tông là tông xám đen hết ha. Chỉ có nhấn nhá một chút chỉ vàng kim tuyến ở những cái vị trí như là khoen nè, rồi logo này nọ thôi. Phôi của nó được thiết kế theo tiêu chuẩn của Nhật Bản mọi người ha. Còn tất nhiên xuất xứ của cây cần cũng như là cái hãng Hisin này nó vốn dĩ là một hãng nội địa của Trung Quốc. Cái đó thì mình luôn công khai rõ hết cho anh em nha, khỏi phải lăn tăn suy nghĩ gì hết á. Còn đây là cái thông số thì nãy mình cũng có chia sẻ với anh em chút rồi ha. Thông số của nó medium heavy, cái này là cái action của nó ha. Tức là tương đối là nặng mọi người nha, tức là gọi là tải tương đối là nặng ha. Còn cái việc mà tải cá từ nhỏ tới lớn này thì cũng như mình nói hồi nãy, thì có gì nữa sau này mình sẽ làm clip chia sẻ rõ ràng hơn chút thì anh em sẽ hiểu hơn về cái góc độ mà khi chúng ta cầm cây cần nó sẽ quyết định tới cái gọi là mức mát ráp của cần khá là nhiều mọi người ha. Sẽ có những góc chết, những cái góc gọi là chỉ cần cá gọi là nó vũ một cái thôi là nếu anh em ẩu nó có thể gãy. Tuy nhiên sẽ có những cái góc mà lực mát ráp của cần tăng lên là rất đáng kể mọi người nhé. Còn tải mồi thì cây này 500 gram thì miễn bàn. Cái này chắc có lẽ mình sẽ không chém gió gì nhiều về cái mức độ tải mồi này đâu, vì nó tương đối là trung thực và thực tế ha. Cái này là những anh em đã từng xài qua những dòng cần Hisin, chắc có lẽ anh em sẽ kiểm nghiệm được ha. Tải mồi của cây này khá là lớn mọi người nha. Thì vốn dĩ là một cái dòng cần dựng của hãng cho nên là cả khoen đề 3 và khoen thứ hai nó đều sắp ngược mọi người ha. Sắp ngược hết nha. Thì nó để cho dây nó sẽ ra tốt hơn. Thì cái này sao ta, đứng trên cái quan điểm của những người thợ dựng cần thôi, tức là do cái dòng dây mọi người khi nó tuôn ra, nếu mà nó có bị xoắn thì nó sẽ đi theo cái đường này, nó trở về cái đường trục bình thường. Còn nếu mà mình đi dựng cần thì cái tính của mình lại thích nhìn cây cần nó sao ta, nó suông suông, nó gọi là thuận buồm xuôi gió một chút xíu. Cho nên là cây cần mà mình đặt cụ bay nó làm cho mình á, mình yêu cầu nó là sắp xuôi chiều hết khoen cho mình ha. Tại vì nếu mình là nếu mà ngược thì mình sẽ sắp ngược hết, còn nếu xuôi mình sẽ sắp xuôi hết, mình lại không thích lọt chọt. Cái này thì cũng tùy anh em thôi đúng không. Đa phần thì anh em lại thích là cái khoen đề 3 nó sắp ngược ha, còn mình thì mình lại không thích. Cái đó là quan điểm cá nhân thôi ha. Đó, lên tới bắt đầu từ khoen thứ ba trở lên tới đọt thì nó sẽ sắp lại thuận chiều bình thường mọi người ha. Quay kỹ kỹ cho anh em xem ha. Đầu bu của nó cũng khá là to, thì cái bu này mình đo phủ bì nó là 13 ly, còn lọt lòng của nó là 8 ly mọi người ha. Cây này thì nó sẽ thích hợp cho anh em đánh giải trí, rồi đánh cá thịt chuyên nghiệp, hoặc là anh em đánh giải nhỏ nhỏ mini sâu chè C2, C3 gì đó thì cũng ok. Có một điều mình cũng hơi tiếc một chút, đó là design của những cái dòng cần Hisin thì thường thường nó rất là đẹp. Tuy nhiên nó lại không có sản xuất những cái mẫu giá rẻ rẻ như là hai hãng Asino hoặc là Cotline, mà chủ yếu những dòng cần của Hisin thì nó không có rẻ mọi người. Nó toàn hầu như là nó
triệu mấy, 2 triệu đổ lên không à. Phôi này là phôi dạng cắm gốc mọi người ha. Dòng khoen của cây hy sinh TS này nó sẽ là khoen Anconai. Thì cái này để mình cố gắng mình bắt cái ánh sáng thực tế một chút để cho anh em nhìn cái sự khác nhau của xích và Anconai chút ha. Anh em nghiêng một chút thôi, hoặc là nhìn ở ngoài ánh sáng, có lẽ là chúng ta lấy đèn lát chúng ta rọi vào thì nó sẽ nhìn rõ hơn mọi người ha. Thì nó sẽ hiện lên một cái màu xanh rất là rõ ràng nha. Cái này thì anh em nhìn trong video nè, đó anh em cũng thấy được cái màu của nó là màu ám xanh ha. Nếu mà chúng ta rọi với ánh sáng mạnh vô thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu nó chuyển xanh rõ ràng hơn nữa. Đây là một trong những cây cần đầu tiên của hãng mà mình sẽ khen ngợi cái bộ khoen nó một chút ha. Tại vì mình nhìn thấy cái lòng sứ làm đẹp quá, cái bộ khoen này xịn quá. Ok, cái khung khoen thì nó làm bằng dạng như là inox nhưng mà nó đi cái màu gọi là trơm bóng mờ, nó không có bóng lộn mà nó bóng mờ. Còn cái lòng sứ thì nó làm mỏng lét mọi người, rất là mỏng nha, thể hiện cái độ gia công khá khó mọi người ha. Đẹp, bộ khoen này ok á. Với cái việc nó, cái người design cây cần này người ta sắp luôn cả khoen đề 3 và khoen thứ hai là ngược luôn, thì nhìn cây cần này nó khá là ngầu mọi người ha. Cái này thì gọi là 500g thì anh em đánh vi vu được cỡ 2 chùm nho 8 rồi mọi người. Đánh dây dài chút xíu nha, tại vì mồi nó nặng thì anh em mà để dây ngắn á, anh em đánh mà nó gắt đọt là nguy hiểm nha. Đánh gọi là đánh mồi lên tới 500g không phải chuyện đơn giản mọi người ha. Đó. Nói chung là anh em nào mà chuộng cái sự cái tông màu nó gọi là chầm chầm đơn giản á thì anh em là lựa cây này là ok rồi á. Mình thì mình thấy thì cây này nó đẹp, khen câu công bằng là đẹp ha. Còn này cái bao của nó thì hãng nó làm khá là đàng hoàng mọi người nha. Bao này là bao chống sốc luôn, ngon lành. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là đóng vai trò gọi là bảo vệ cần chúng ta nó khỏi bị chạy xước rồi da chạm này nọ thôi, tại vì nó khá là dày ha. Còn mà anh em mà đi quýnh thì tất nhiên anh em phải mua thêm kèm một cái bao gọi là có quai đeo nè, rồi chứa được cả cây chống nữa ha. À, thì này chủ yếu mình gọi là quay cho mấy thím gọi là chưa từng sử dụng những cái dòng cần hay xin xem thôi nha. Chứ thật sự thì nếu gọi là trong giới cha bích ở Sài Gòn chắc có lẽ là hay xin này nó sẽ là một lựa chọn gọi là tương đối là thường xuyên liên tục của anh em rồi ha. Không có bàn gì về cái chất lượng của hay xin này hết á. Mặc dù nó là một hãng cần câu nội địa của Trung Quốc, tuy nhiên thì những cái mặt hàng của nó sản xuất ra chưa bao giờ có giá rẻ cả mọi người. Chất lượng rất ok nha. Bát Fuji tem vàng. Rồi, mấy anh em muốn mua hàng thì có thể qua shop Yuka của mình hoặc là tiệm của chị Tuấn Hàng Xanh ha. Đẹp đó mọi người. Cái cây này thì anh em cân nhắc gọi là trong cái mức giá gọi là vừa phải. Thì thật sự giá cây này nó cũng không có rẻ, nó cũng rơi vào khoảng 2 triệu mấy thì cũng tùy anh em thôi. Nếu anh em gọi là thích cây cần nó mang dấu ấn cá nhân của mình thì anh em có thể liên hệ với mình hoặc là cu bay để dựng mấy cái cây phôi monster này nọ mọi người. Thì giá nó cũng chồm chèm 1.950.000, 2 triệu này đó thì nó cũng gọi là mang cái dấu ấn cá nhân của anh em ha. Nó cũng đẹp. Tuy nhiên thì cái phôi monster nó sẽ mềm hơn cái phôi này nhiều. Phôi monster thì nó không có đánh mồi nặng được và tải cá nó cũng không có tốt bằng cái phôi hãng hay sinh này ha. Còn mà nếu anh em muốn nhanh gọn lẹ nè và cái cần cũng tương đối là đẹp, không có cần cái yếu tố gọi là độc quyền, thì anh em có thể lựa chọn hay sinh này cũng là một lựa chọn khá là hay để mình đi câu giải trí nè, đi bào cá thịt chuyên nghiệp mấy thím ha. Rồi, cảm ơn mấy thím nha. Hôm nay mình sẽ cố gắng siêng năng chút, quay thêm nhiều sản phẩm cho anh em xem ha.